Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu hệ phương trình tiếp theo. Giải hệ phương trình căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của y bằng 13 x trừ y bằng 65. Thì chúng ta lưu ý đối với căn bậc 2 á thì trong căn là không âm. Vậy thì căn A thì A lớn hơn bằng 0. Và ở đây điều kiện xác định là gì đây? Điều kiện xác định là x y lớn hơn bằng 0. Và chúng ta cần lưu ý nè là công thức là A bình trừ B bình hiệu hai bình phương thì bằng A trừ B nhân cho tổng A cộng B. Và ở đây chúng ta có là x trừ y á, x chính là bằng căn bậc 2 của x tất cả bình phương trừ căn bậc 2 của y tất cả bình phương. Vậy thì A chính là căn bậc 2 của x, B là căn bậc 2 của y. Thì A trừ B là căn x trừ căn y, A cộng B là căn x cộng căn y. Mà căn x cộng căn y thì là bằng 13 rồi, chúng ta thay 13 vào đây. Thì chúng ta có được là căn x trừ căn y. Rồi. Hệ phương trình tương đương căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của y bằng 13. X trừ y thì chúng ta thay là bằng căn bậc 2 của x trừ căn bậc 2 của y nhân cho tổng căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của y. Và cái này bằng 65. 65 nha. Vậy thì tương đương này, tương đương căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của y bằng 13. Còn căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 y thay vô đây, đúng không? Thay đây này. Là căn bậc 2 của x trừ căn bậc 2 của y nhân cho 13 nha, nhân cho 13. Thì bằng 65. Vậy tương đương căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của y bằng 13. Và căn bậc 2 của x trừ căn bậc 2 của y là bằng 65 chia 13 là bằng 5. Rồi, tới đây thì chúng ta thấy là căn y và trừ căn y là đối nhau. Vậy thì lấy phương trình 1 cộng trình 2 thôi, đây là trình 1 này. Đúng không? Đây là trình 2 này. Vậy tương đương lấy 1 cộng 2 nha. 1 cộng 2 thì căn y với trừ căn y là hết rồi. Căn x cộng căn x là 1 căn x cộng 1 căn x là bằng 2 căn x. Một con gà cộng một con gà là hai con gà là bằng 2 căn x nè. Bên phải là 13 cộng cho 5 là 18. 2 căn x bằng 18. Giữ lại một trong hai phương trình. Thì giữ căn x trừ căn y. Bạn cộng đi dễ đi, giữ cộng nha. Căn x cộng căn y bằng 13. Vậy tương đương 2 căn x bằng 18 thì căn x sẽ bằng 18 chia 2 là bằng 9 nè. Bằng 9. Và căn x cộng căn y bằng 13. Vậy tương đương căn x bằng 9. Thay đây là 9 đúng không? 9 cộng cho căn y bằng 13. Thì tương đương là căn x bằng 9 và căn y ở đây 13 trừ 9 là bằng 4. Rồi muốn tìm x tìm y thì bình phương hai vế này. Bình phương hai vế thì được là cái này là x bằng mấy? Bằng 81. X bằng 81. Này bình phương được là y bằng 4 bình là 16, y bằng 16. Điều kiện của mình là x y lớn bằng 0 và chúng ta ghi là thỏa mãn điều kiện. Kết luận vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Có nghiệm cũng được, có một nghiệm đi. Có một nghiệm là xy là bằng gì đây? X bằng 81, y bằng 16. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo.
Chào tạm biệt các em.